Hàng loạt máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ, hơn 9 người chết, hàng nghìn người bị thương. Hai thành phố trọng yếu của Ukraine hứng 80 cuộc tấn công trong 24 giờ. Tổng thư ký NATO tỏ rõ lập trường về đề nghị tấn công bằng tên lửa tầm xa của Ukraine và động thái của Nga trước thông tin này. Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, các bạn đang đến với chương trình thời sự quốc tế được phát trên kênh YouTube truyền hình Bến Tre. Giới chức Liban cho biết, sự cố hàng loạt máy nhắn tin của thành viên Hezbollah phát nổ trên khắp nước này hôm 17 tháng 9 đã khiến 9 người chết và 2.750 người bị thương. Giám vũ trang Hezbollah ở Liban trong thông cáo đưa ra hôm 17 tháng 9 đã gọi vụ việc lần này là lỗ hỏng an ninh lớn nhất mà họ từng gặp phải kể từ tháng 10 năm ngoái, khi xung đột giữa Hezbollah và lực lượng phòng vệ Israel nổ ra. Theo truyền thông Iran, đại sứ nước này tại Liban, Montaba Amani cũng bị thương trong sự việc lần này. Truyền thông Liban đã cáo buộc quân đội Israel đứng đằng sau sự cố trên. Tuy nhiên, giới chức cấp cao của IDF cho tới nay chưa phản hồi về cáo buộc trên. Lầu Năm Góc đã lên tiếng sau khi hàng loạt máy nhắn tin ở Liban phát nổ, khiến ít nhất 8 người chết và gần 3.000 người bị thương, trong đó có cả đại sứ Iran tại Liban lầu năm góc cho biết Mỹ không liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin tại Liban, đồng thời bày tỏ Washington tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban. Người phát ngôn lầu năm góc cho biết thêm Mỹ đang hợp tác với các đối tác trong khu vực, bao gồm cả Israel, nhằm ngăn chặn xung đột với Israel và Hamas leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn, bao gồm cả căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban. Người phát ngôn lầu năm góc cho biết thêm. Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lệnh ngừng bắn và thả các con tin, đồng thời ủng hộ các giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng dọc biên giới Israel Liban. Cũng trong ngày 17 tháng 9, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, đại sứ nước này tại Liban, ông Moitaba Amani đã bị thương trong vụ diệt trên, song vết thương chỉ nằm ngoài da và ông Amani vẫn tỉnh táo và không gặp nguy hiểm. Ngay sau khi sự việc, Hezbollah cho biết các thành viên của nhóm vẫn sử dụng máy nhắn tin làm phương tiện liên lạc, đồng thời lên tiếng đổ lỗi cho quân đội Israel đã chủ động gây ra vụ việc này, đồng thời đe dọa theo Avid sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau vụ việc trên, người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stefan Duzaric nhận thấy những diễn biến mới nhất ở liban cực kỳ đáng lo ngại do bầu không khí vốn đã căng thẳng và đang theo dõi chặt chẽ tình hình đồng thời lấy làm tiếc về thương vong của dân thường về phần mình cho dù chưa lên tiếng chính thức về loạt vụ nổ máy nhắn tin nêu trên thủ tướng israel benjamin netanyahu và bộ trưởng quốc phòng john raland đã họp đánh giá tình hình an ninh sau vụ việc theo truyền thông bản địa nội dung cuộc họp của israel nhằm tập trung xây dựng các kịch bản nước này có thể phản ứng trong trường hợp leo thang căng thẳng Trước đó ít giờ, chính quyền các địa phương ở miền Bắc Israel đã yêu cầu người dân ở gần nơi trú ẩn và gia cố các phòng an toàn diện dẫn lo ngại về khả năng leo thang. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 17 tháng 9 cho biết, thành phố Borovkos và Kuraho bị tấn công lần lượt là 40 và 42 lần trong ngày đầu tuần. Quân đội Ukraine cho hay tổng cộng 157 cuộc giao tranh đã diễn ra trên chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua, với hầu hết các cuộc tấn công của Nga tập trung vào mặt trận Borovsk và Kurahov. Trong nhiều tuần qua, quân đội Nga đã tiến vào Borovsk, trung tâm hậu cần chính cho hoạt động phòng thủ của Ukraine tại khu vực Donetsk. Theo Bộ trưởng Tham mưu Ukraine, giao tranh ác liệt nhất dọc tiền tuyến diễn ra tại Borovkos, nơi lực lượng phòng thủ của nước này đã chặn đứng 40 cuộc tấn công. Được biết, hơn 20.000 người, gần một nửa dân số thành phố Borovkos đã đi sơ tán kể từ tháng 8, trong khi các cuộc không kích của Nga trong hai tuần qua đã cắt nguồn nước và điện của nhiều cư dân còn lại. Giành được Borovkos sẽ là một bước tiến đến gần mục tiêu của Nga là kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk, nơi Nga đã kiểm soát 80%. Kurahor nằm ở phía tây Donetsk và cách Borovkos khoảng 30 km. Cũng bị tấn công dữ dội, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 42 cuộc tấn công gần khu định cư. Nếu có được Kurahor, Nga có thể tiếp cận 8 vị trí chiến lược quan trọng ở thành phố. Tại mặt trận Kharkov, Nga đã mở hai cuộc tấn công gần thành phố Vopchan. Trong khi đó, ở Kubiankos, lực lượng phòng thủ Ukraine phải chống đỡ 11 cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã xác định những điểm cần thiết của kế hoạch chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga và sẵn sàng trình bày trước các đồng minh sớm nhất là vào tuần tới. Liên quan tới Ukraine, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho kế hoạch huy động 44,5 tỷ USD để cho Ukraine dài sau khi Hungary liên tục phá dỡ các kế hoạch về khoản dài chung với Mỹ. Nhóm G7 hồi tháng 6 đã nhất trí cho Ukraine dài 50 tỷ USD và sẽ giải ngân vào cuối năm nay. G7 đã đóng băng số tài sản trị giá 300 tỷ USD của Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho biết một quốc gia NATO có thể tự đưa ra quyết định về việc có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công tầm xa dòng Nga hay không. Ukraine đang hy vọng được phép sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp cho nước này để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tuần trước, Ukraine đã rất kỳ vọng về cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Sky Tamer tại Washington, nhưng không có quyết định mới nào được đưa ra về việc Kiev có thể sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga. Khi các cuộc thảo luận về vấn đề này dường như đang tiến gần hơn đến việc thay đổi chính sách, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức khác đã tuyên bố rằng một động thái như vậy có nghĩa là NATO đang trực tiếp tham chiến với Nga. Mặc dù vậy, trong những ngày gần đây, một số quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu thay đổi lập trường về các cuộc tấn công tầm xa. Truyền thông trích lời các quan chức Anh giấu tên cho biết, chính phủ Anh đã đưa ra một quyết định tích cực liên quan tới việc sử dụng tên lửa Star Shadow trước chuyến đi chung của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lamy tới Kiev các quốc gia khác như thụy điển phần lan và canada cũng đã tuyên bố họ hoàn toàn ủng hộ ukraine sử dụng vũ khí do phương tây cung cấp để tấn công sâu vào nga tuy nhiên phía đức đã bày tỏ quan điểm nước này sẽ không cho phép ukraine sử dụng vũ khí do berlin cung cấp cho các cuộc tấn công tầm xa như vậy ngay cả khi các quốc gia khác quyết định khác trong một diễn biến khác, hạm đội biển đen của Nga được cho là đã sơ tán khỏi căn cứ hải quân tại cảng Novorossiysk để tránh mối đe dọa từ các tên lửa tầm xa mà Mỹ và Anh gửi cho Ukraine. Sau khi Ukraine liên tiếp triển khai tấn công, hạm đội biển đen đã buộc phải di dời nhiều tàu chiến khỏi bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở vùng Kranoda. Novorossiysk là trung tâm hậu cần quân sự quan trọng của Nga. Theo giới quan sát, việc Nga sơ tán tàu chiến khỏi căn cứ Novorossiysk dường như là phản ứng trước các mối đe dọa trên không từ phía Ukraine. Khi có thông tin, tên lửa Storm có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Có thông tin cho rằng các tàu hải quân Nga dường như đã hoàn tất việc sơ tán khỏi Novorossiysk. Hiện không rõ các tàu hải quân Nga đã di dời đến đâu. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa lên tiếng bình luận. Hồi tháng 4, Hải quân Ukraine cho rằng 1 phần 3 hạm đội biển đen của Nga đã bị vô hiệu quá. Còn vào tháng 6, Tổng cục Tình báo Ukraine đã ám chỉ vì các lực lượng Kiev sẽ tiếp tục tấn công tàu chiến Nga. Gần đây nhất hôm 5 tháng 9, các xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công thành phố cảng Novorossiysk. Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy hai xuồng không người lái của Ukraine ở phía đông bắc Biển Đen. Ngày 18 tháng 9, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía đông bắc nước này. Theo thông báo của JCS, các vụ phóng diễn ra vào lúc 6 giờ 50 phút sáng 18 tháng 9 giờ địa phương từ tỉnh Nam Fioran của Triều Tiên. JCS cung cấp thêm thông tin chi tiết và khẳng định đang tiến hành phân tích vụ việc ngay sau thông báo của hàn quốc nhật bản đã xác nhận thông tin trên và cho biết bình nhưỡng đã phóng một tên lửa thứ hai cả hai tên lửa này đều đã rơi xuống biển trong vụ phóng đầu tiên bộ quốc phòng nhật bản cho biết dường như triều tiên đã sử dụng tên lửa đạn đạo sau đó lực lượng phòng vệ bờ biển nhật bản tiếp tục thông báo về vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của bình nhưỡng trong khi đó truyền thông nhật bản dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết cả hai tên lửa này đều rơi ngoài dùng đặc quyền kinh tế của nhật bản xong không cho biết thông tin chi tiết về hướng bay và quỹ đạo của tên lửa. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh hồi tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một số cơ sở hạt nhân tại nước này, trong đó yêu cầu để mạnh và tăng cường năng lực hạt nhân nhằm đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.